Hoàng Long Audio xin kính chào toàn thể các bác. Vâng, lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả các bác, các chú, các anh yêu âm thanh mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng và ủng hộ Hoàng Long trong suốt thời gian qua. Vâng, hôm nay là một ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì mọi hôm đường xá rất là đông vui, nhưng hôm nay thì vắng và thưa thớt đi rất là nhiều và các cái cửa hàng cửa hiệu đều đã đóng cửa nghỉ lễ. Tuy nhiên là Hoàng Long âm thanh số vẫn tiếp tục hoạt động để đáp ứng nhu cầu của tất cả các bác yêu âm thanh mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay em lại tiếp tục là một video ngắn để giới thiệu với các bác theo yêu cầu của các bác, đặc biệt là các bác trong miền Nam sử dụng rất là nhiều loại loa kéo. Thì các bác muốn kết nối làm sao cái cục là loa trầm kết nối được với loa kéo để các bác đánh đồng thời cả hai thiết bị này và nó tăng lên sự hấp dẫn và hay hơn của cái dàn nghe nhạc nhà các bác. Thì ở đây em xin giới thiệu với các bác là loa kéo nó có rất là nhiều loại, trên thị trường nó rất là nhiều loại và không phải là loại nào cũng có thể kết nối được với loa trầm. Bản thân cái nhà thiết kế, nhà chế tạo, nhà sản xuất ấy, người ta không thiết kế các cái cổng kết nối đầu ra. Ví dụ như ở đây cái con loa kéo của Tamesen China này, thì dòng này nó không có cái đầu ra, không có cái đường đưa tín hiệu ra từ loa kéo ra ra loa trầm đấy, thì cho nên chúng ta không thể nào kết nối được loa trầm với những cái loa kéo dạng như thế này. Đây các bác thấy nào, nếu như đầu ra, đây không phải đầu ra đâu nhá, nếu như đầu ra nó sẽ cái tín hiệu out để đưa tín hiệu ra loa trầm và từ đấy là hai loa đánh được cùng đồng thời, nhưng ở đây thì nó chỉ có đầu tín hiệu đưa tín hiệu vào thôi. Còn với những cái loa dòng loa có cái cổng kết nối đầu ra đấy, cổng ra đấy, thì các bác để ý đằng sau này nó sẽ có chữ layout này. Layout là đưa tín hiệu ra ngoài này, ra các loa khác để nó có thể ghép đồng thời, đánh đồng thời với các loa khác. Thì ở đây này, dòng loa này là dòng loa Supu. Đây, layout đây. Thì để đánh đồng thời được loa kéo này với cái loa Sup này thì các bác lấy một cái dây hoa sen nối từ cái cổng layout này đưa tín hiệu xuống loa súp. Đấy, chỉ cần một dây thôi. Em đang cắm cái dây đỏ thì đường súp in em cũng đưa vào dây đỏ và line in của loa súp nhá. Rồi, cắm cổng nào cũng được. Rồi sau đó em bật cái loa trầm lên rồi này. Cái loa kéo này em đã kết nối với điện thoại. Thì ở đây là em đã kết nối sẵn. Bác nào mà chưa biết kết nối thì có thể làm theo hướng dẫn lại nhá. Em tắt Bluetooth đi này. Rồi ngắt kết nối thì trên này nó sẽ báo là không có kết nối. Rồi bây giờ em bật Bluetooth lên và kết nối lại, tìm thiết bị ấy. Thì tùy vào thiết bị nhà các bác nó tên là gì, mỗi loại nó sẽ có một cái tên của Bluetooth khác nhau. Ở đây của em con này là con S600. Em bấm ở kết nối này, kết nối thì loa nó sẽ báo một cái tiếng. Đó, như vậy là đã kết nối. Rồi sau đây em sẽ mở một đoạn nhạc để các bác cùng nghe. Đây em tắt loa trầm trước đi nhé, vặn hết volume nhé, để các bác nghe thử cái chất âm trước và sau khi mà kết nối với loa kéo này. Rồi các bác nghe thử đoạn mà không có loa trầm nhé. Dùng loa Supu nhập khẩu, loa bắp 25. Rồi sau đây em sẽ bật loa trầm lên để các bác cùng nghe nhé.
Rồi bây giờ em lại tắt loa trầm đi các bác nghe thử nhá. Em bỏ con này ra. Tắt hẳn đi này. Đấy. Các bác nghe thấy cái tiếng nó rất là nhạt nhẽo, rất là mỏng. Nó chỉ còn có giải trung và giải chép thôi. Rồi bây giờ em lại bật loa trầm đi các bác nghe nhá. Để cho em tắt cái điện thoại này. Bật lại điện thoại cho các bác nghe. Vâng, như vậy là đây các bạn có thể thấy rằng là tín hiệu đầu vào em đã sử dụng qua cổng Bluetooth. Sau đó từ cái con loa kéo này sẽ đưa một tín hiệu ra xuống loa trầm. Với những cái dòng loa kéo mà các bác có cổng tín hiệu ra hoa sen hoặc là cổng tín hiệu ra cái dạng giắc kẹp như này thì các bác cứ câu một đường từ trên loa kéo xuống với cái loa trầm này là chúng ta có thể đánh đồng thời được hai thiết bị cùng lúc. Hai loa cùng lúc và loa trầm lúc này nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là cái giải loa trầm đánh rất là sâu dày và hay, còn cái loa kéo này vẫn cứ làm nhiệm vụ của nó là đánh tiếng lời và tiếng chép, giải trung và giải chép. Đồng thời chúng ta có thể vừa nghe nhạc cũng ok mà vừa hát cũng ok. Rồi bác nào mà muốn sở hữu cái cục trầm B3 này thì các bác vui lòng liên hệ lại số điện thoại của em trên màn hình. Em sẽ giao hàng toàn quốc. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất bên em nhé. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Và xin chào và hẹn gặp lại.